Thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 12, giới chức y tế của Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ tàu chở dầu gây cháy ở bên trong một đường hầm ở tỉnh Pawan, miền đông của nước này đã tăng lên con số là 19 người, trong khi 32 người khác bị thương. Trước đó, người phát ngôn của Bộ Công trình Công cộng Afghanistan Malawi Amidula Bisba cho biết vụ việc khiến 12 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh Pawan, Ông Hematullah Sanim, vụ việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 12 theo giờ địa phương tại đường hầm Sa Lang. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để chữa trị. Hiện lực lượng cứu hộ đã dập tắt được đám cháy và đang nỗ lực tìm kiếm những người có thể sống sót. Đường hầm Sa Lang nằm ở độ cao 3.000 mét so với mực nước biển, nối thủ đô Kabul của Afghanistan. Với 8 tỉnh phía bắc nước này, đây là một trong những tuyến đường huyết mạch ở Afghanistan. Vụ việc đã khiến giao thông qua đây bị đình trệ trong một khoảng thời gian.